Hoa hậu phùng trương trên đài đội thần thái khi đội Vương Miện cùng huấn luyện viên Minh Tú. Đúng là hoa hậu tạo ra hoa hậu. Màn đạo sắc giữa Minh Tú và Trân Đài đã gây nức nở cộng đồng mạng. Show thực tế dành cho các người đẹp chuyển giới đại sứ hoàn mỹ 2020 đã chính thức tìm ra chủ nhân của ngôi vị cao nhất. Đó là thí sinh phùng trương Trân Đài đến từ team Minh Tú. Với chiến thắng này, Trân Đài sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss International Queen 2021 ở Thái Lan. Huấn luyện viên của Trân Đài là Minh Tú từng giành được danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018, nên cư dân mạng đã có nhận xét rằng đúng là Hoa hậu tạo ra Hoa hậu. Mới đây nhất, hai cô trò vừa cùng nhau thể hiện một bộ hình với Vương Miện. Có thể thấy màn đạo sắc giữa Minh Tú và Trân Đài là 1:9:10, cả hai đều vô cùng rực rỡ trong hậu trường với bộ hình mới. Màn đạo sắc gây nức nở cộng đồng mạng. Cả hai vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.